cho hiện tại, có giá trị hiện tại và thỏa mãn cho hiện tại. Tôi có nhận biết mình là công dân trên trời, là những người theo đuổi những giá trị còn lại, những giá trị đời đời, những giá trị đến từ Đấng Christ, và sống với những tiêu chuẩn đó dù mình phải trả giá bằng bất cứ giá nào. Mỗi chúng ta có biết điều đó không? Đấy là điều mà Chúa hỏi chúng ta. Hội thánh sẽ trả lời như thế nào khi Chúa thành lập nên hội thánh? Mỗi cuộc đời của chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào về cái tiêu chuẩn sống của mình? Quý vị, các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Các ngươi có những cái tiêu chuẩn sống của các con có những cái tiêu chuẩn sống của các con, và những cái tiêu chuẩn sống đó phải là đến từ nơi Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi một chúng ta nhắc nhở lại, và mỗi cái quyết định gì đó trong cuộc đời của chúng ta hàng ngày, chúng ta sẽ đặt tiêu chuẩn đó lên trên cái điều gì. Tôi tin rằng những người đã quyết định để đặt những cái tiêu chuẩn sống của mình cho Chúa và theo Chúa, những người đó sẽ không bao giờ hối hận. Những điều đó, người đó sẽ không bao giờ lấy làm tiếc nối về những cái sự chọn lựa. Tôi biết những người đã bỏ việc làm của họ chỉ đổi lấy một điều là họ được đi thờ phượng Chúa. Rồi cuối cùng Chúa có bỏ họ không? Không bỏ. Ông thế viện, thế viện nó amen cái điều đó. Tôi thấy nhiều nhiều. Quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc cho đến ngày chúng ta gặp Chúa và Chúa biến đổi chúng ta trở nên là vinh hiển, vì chúng ta dám sống theo những cái tiêu chuẩn mà Chúa chúng ta muốn. Không quý vị? Chúng ta sẽ không bao giờ hối hận vì chúng ta đã sống theo những cái tiêu chuẩn mà Chúa chúng ta muốn giữa cuộc sống nhiều thách thức này. Và rồi dẫu người ta có coi chúng ta là như thế nào, chúng ta cũng cậy ơn Chúa để sống theo những cái tiêu chuẩn mà Chúa muốn chúng ta sống. Và đừng để những cái tiêu chuẩn của đời, của những cái con người mà chỉ muốn sống cho thỏa mãn của cái xác thịt hiện tại, đừng bao giờ để những cái điều đó nó tác động đến chúng ta. Và những cái giá trị của những người cơ đốc phải tỏ sáng như điều Chúa muốn. Ôi, xã hội này cần những con cái Chúa biết bao nhiêu. Khi học về những cái ngày cuối cùng đó, người ta nói đúng rồi, khi mà con cái Chúa được cất lên hết đó, thì ở dưới thế gian này 7 năm tại đại nạn là chuyện không ngạc nhiên. Tại vì lúc đó những người thuộc về Chúa, những người tín kính mất hết rồi, thì còn lại trên thế giới này 7 năm đại nạn không, không có là điều gì ngạc nhiên cả. Nhưng mà điều đó tôi muốn nói đến một điều rằng mỗi chúng ta ở đây đều được thách thức rằng chúng ta sống theo tiêu chuẩn mà Chúa muốn. Và dẫu nó thật là cảm thấy thật là khó, như đi trong đường hẹp, thật là khó khi đi trong đường hẹp, nhưng mà chúng ta sẽ không có tiếc nuối như vậy. Cuộc sống này thật là ngắn ngủi quý vị ơi, cuộc sống này thật là ngắn ngủi. Nhưng mà những cái giá trị chúng ta đeo đuổi sống đó, những cái quan điểm sống của chúng ta, nó sẽ còn lại đời đời. Nó sẽ còn lại đời đời. Cuộc sống thì ngắn ngủi, nhưng những giá trị chúng ta đeo đuổi, những cái quan điểm sống của chúng ta, nó sẽ còn lại đời đời. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta buổi chiều hôm nay để thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đi theo đường Ngài, con theo tiêu chuẩn Ngài muốn, con theo cái tiêu chuẩn sống mà Ngài muốn, xin cho con đi đường Ngài, dạy con ở đây. Chúng họ thánh kỳ nữa là buổi chiều hôm nay. Mời chúng ta đến với Chúa và sẽ còn những ngày qua chúng ta đã sống theo những cái tiêu chuẩn nào, tiêu chuẩn để làm cho nhiều người vui lòng, và dẫu biết rằng điều đó có thể làm Chúa buồn lòng. Tiêu chuẩn nào chúng ta đang theo đuổi có phải là tạm bợ hư không, thỏa mãn nhất thời, vui mừng nhất thời, rồi cũng hư không? Người ta nói với Chúa là thưa với Chúa, thì đừng Chúa muốn buổi chiều hôm nay, các con không thuộc về thế gian, các con sống giữa thế gian nhưng các con không thuộc về đó. Những điều các con sống có giá trị đời đời theo tiêu chuẩn mà ta muốn, đó là điều Chúa Giêsu phán. Là đến với Chúa,
chấm qua. Xin giúp đỡ chúng con quy chuyện này Chúa ơi. Xin lời Ngài đọc lại trong lòng của chúng con và năng lực của Đức Thánh Linh Ngài thôi thúc trong lòng của chúng con, để chúng con luôn bươn theo những cái tiêu chuẩn sống, những cái giá trị sống, những cái quan điểm sống mà Chúa muốn cho mọi chúng con. Và dẫu giữa thời đại đầy khó khăn và cám dỗ này, chúng con vẫn tỏ sáng như là muối của đất, như là sự sáng của thế gian mà Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài. Xin cho chúng con đừng để nặng những quan điểm sống của những người khác, của thế gian, hơn là những cái tiêu chuẩn sống mà Chúa muốn chúng con sống. Thiệp sức cho chúng con, Chúa ơi. Con biết ơn Chúa, chúng con dâng mọi